Chào các bạn, hôm nay chủ đề của vlog sẽ là bạn thân và... Mày định bắt chước vlog 15 của thằng Thành đúng không? Cái bà ấy, mày cứ liệu hồn ấy, yêu đương và xong rồi làm vlog, nhạc như nước sướng ấy, đừng có mà trách gạt đá của bố mày đấy nhá. Thực ra thay vì chỉ xoay quanh chủ đề bản thân thì mình muốn so sánh sự tương phản giữa hai thể loại bạn mà chúng ta thường gặp nhất trong cuộc sống, đó là bạn thân và bạn xã hội. Khái niệm bạn xã hội khá đơn giản, đó là những người mà bạn gặp hàng ngày trong công việc, trong các buổi tiệc tùng, trên các mạng xã hội. Nôm na đó là những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, những câu chuyện ngắn ngủi, sâu sắc thì ít mà hời hợt thì nhiều. Bạn xã hội thực chất đa phần phục vụ nhu cầu giải trí hoặc là thăng tiến trong công việc của chúng ta, với tiêu chí là tình cảm thì đặt ở dưới chân, còn lợi ích cá nhân thì đặt lên đầu. Một trong những đặc điểm cơ bản để nhận diện bạn xã hội đó là sự thiếu chân thành đối với nhau, hoặc đôi khi người ta sử dụng từ ngữ hoa mỹ một chút là khéo để lấp liếm đi sự thiếu chân thành đó. Bạn có thể đánh giá mức độ xã hội của một người bạn bằng việc quan sát xem họ khéo đến như thế nào. Toàn à, tôi phục ông thật đấy. Làm vlog hay vậy ra lại còn đẹp trai nữa. Đúng là một người hoàn hảo. Alo. Ừ. Ông muốn xin số thằng Toàn hay ra. Rồi xin làm cái gì. Cái thằng này nói chuyện vừa vô duyên mặt lại còn hãm nữa. Ông muốn nói chuyện nó làm gì. Thôi tôi đang bận tí nhá. Cứ thế phát huy nhá. Tôi tin ở ông. À, xong rồi hôm nào cho tôi quảng cáo nhờ cái cửa hàng bán ba con sâu mới mở nhé. Trước mặt thì vui vẻ, hòa nhã, thậm chí tâng bốc nhau để đạt được những mục đích cá nhân. Còn sau lưng thì hoàn toàn ngược lại. Đó là đặc điểm chung của những người bạn xã hội này. Trong khi đó bạn thân là những người hoàn toàn khác. Bạn thân là những người ở bên cạnh bạn lúc khó khăn nhiều hơn là khi bạn thành công. Bạn thân là những người chủ động rủ bạn đi tâm sự giải sầu thay vì like và comment những lời động viên hời hợt và status chán đời của bạn trên Facebook. Và quan trọng nhất, bạn thân không bao giờ ngần ngại chỉ ra những khuyết điểm của bạn mà không sợ bạn bị phật lòng. À, thấy của đầu mới tao chết không? Vãi trông như cái mông luôn. Tao đéo ngờ có thằng bạn như mày luôn. Trong khi tao post cảnh lên mạng hàng chục nghìn người like, bao nhiêu người vào comment, thì cái thằng bạn mang tiếng là thân nhất với tao thì lại chê bai tao như thế này đây. Nhưng tao thấy nó trông như là... Bạn có thể không tin nhưng câu chuyện vừa rồi chính là một câu chuyện thật đã từng xảy ra với mình và một người bạn thân. Và là bạn thân nên chả bao giờ nói ra lời cảm ơn sáo rỗng. Nhưng trong thâm tâm mình luôn tự nhủ, những lời góp ý chân thành đôi khi có phần khó nghe đó đã giúp mình trưởng thành và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Và mình cảm thấy may mắn khi có được số ít bạn thân nhưng mà thật như vậy. Trong thế giới hiện đại, khi mà việc kết bạn đơn giản tới mức chỉ cần ấn nút, thì chúng ta ngày càng ảo tưởng về khả năng kết nối của bản thân và đã quên đi những người bạn thật sự. Đồng ý là đời không trả KC nhưng chúng ta vẫn phải diễn. Diễn để có được sự quan tâm từ những người hời hợt, để phục vụ những mục đích cá nhân hay là thăng tiến trong sự nghiệp. Thế nhưng khi bạn xa cơ lỡ vận thì bạn sẽ nhận ra rằng bạn hoàn toàn cô độc giữa hàng ngàn những người bạn xã hội kia. Thế nên nếu như các bạn có được một hoặc là một vài người bạn thân thì hãy biết trân trọng họ và đừng ngại thể hiện tình cảm của mình qua những cách thô, thẳng nhưng đôi khi lại là thật nhất đối với những người bạn đó. Nhảy còn chờ gì nữa, cùng thể hiện tình cảm với mấy đứa bạn chi cốt nào. Gửi một bức ảnh tình cảm sến sẩm hoặc hài hước với tụi nó cùng lời nhắn yêu thương để tham gia cuộc thi chia sẻ hình đem tình lan tỏa của Chocobai. Xem thông tin chi tiết ở phần dưới của video clip nha. Cut, diễn tốt lắm, nhưng mà hết thời lượng quảng cáo rồi em ơi.